Nhật Lệ xin kính chào quý thính giả đã đến với kênh Radio Hay, quý vị và các bạn thân mến. Con cái luôn là báu vật vô giá của cha mẹ. Cha mẹ có thể chấp nhận làm mọi thứ để lo cho con có được sự nghiệp, có được hạnh phúc. Thế nhưng cũng có những người con lại bị biến thành bùa hộ mệnh cho việc làm ăn của gia đình để trở thành món hàng trao đổi. Cô gái trong câu chuyện của chúng ta hôm nay đã lâm vào tình cảnh như vậy. Vốn bất mãn với bố mình nhưng khi công ty tâm huyết của ông ngoại để lại cho người mẹ quá cố của cô đứng trên bờ vực phá sản cô đành nhắm mắt chấp nhận lấy một người mà cô chưa từng biết mặt để cứu công ty liệu cuộc đời cô sẽ đi đến đâu hạnh phúc có đến với cô hay không chúng ta sẽ cùng dõi theo câu chuyện về cô gái này để tìm lời giải đáp nhé trong khi nghe chuyện quý vị và các bạn hãy ủng hộ nhật lệ và ekip của chương trình bằng cách đăng ký kênh chuyện nhấn vào hình quả chuông thông báo và tham gia đóng góp ý kiến cho chương trình qua phần bình luận nhé. Nhật lệ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe diễn biến của câu chuyện. Tiếng nhạc sàn sập sình, ánh đèn chớp tắt, chiếu liên tục nhiều màu sắc. Khắp nơi, người người cuốn theo điệu nhạc remix bắt tai, không ngừng nhảy nhót như muốn quên đi hết mọi bộn bề của cuộc sống ngoài kia. Chính giữa căn phòng lớn là một bục sân khấu nhỏ, một vũ công ăn mặc vô cùng sexy đang không ngừng lắc lư theo nhạc, cuốn theo chiếc cột kim loại gắn trên sân khấu, liên tục tạo lửa cho không khí của ba đêm nay. Phía trên cao, nơi góc phòng, một cô gái với mái tóc buộc cao để lộ bờ vai trắng ngần nổi bật lên trong bóng tối. Cô mặc một chiếc bra dáng thể thao, bó sát và đầy khỏe khoắn, để lộ chiếc eo thon thả săn chắc. Phía dưới, là chiếc zip màu jean Không quá bó sát nhưng cũng đủ tôn lên vòng ba căng đét Và đôi chân dài khiến nhiều người phải ao ước Cô Linda đang không ngừng cuốn theo những âm nhạc sôi động Bàn tay liên tục di chuyển Trên bàn đi dây điều phối nhạc Nhìn cô sẽ chẳng ai nghĩ Chỉ ngay sáng mai thôi cô sẽ trở về Việt Nam Để kết hôn với một người cô chưa từng gặp mặt Số diễn kết thúc thì cũng đã là gần 3 giờ sáng trong phòng nghỉ Linda vẫn còn chút dư âm của bài nhạc vừa rồi Đầu vẫn còn lắc lư nhẹ nhẹ Làm đôi tóc của cô đung đưa qua lại Trông quyến rũ bội phần Còn luyến tiếc điều gì mà chưa về vậy Michael, đồng nghiệp của cô Cũng chính là người đưa cô đến Với sở thích làm DJ Cô nhún vai Đúng là có hơi tiếc thật Ở đây em đang sống rất thoải mái Michael bật nắp chai nước lạnh đưa cho cô Nếu còn luyến tiếc vậy Thì đừng về có được không anh tìm mãi mới được một người như em. Em về Việt Nam rồi, anh biết kiếm đâu bây giờ? Linda nhận lấy chai nước, nhấp một ngụm rồi nở một nụ cười. Có thể em sẽ chỉ về một hai năm, em sẽ còn quay lại, đến lúc đó anh nhớ nhận em vào làm nhé. Michael có vẻ không tin nhưng vẫn mỉm cười. Được, lúc đó nhớ đến tìm anh sớm. Ok anh, Linda xách túi ra cửa quán bar. Trời đã hừng sáng. Cô chầm chậm nhìn lại nơi mình đã thỏa sức vùng vẫy bảy năm qua, nơi đã có quá nhiều kỷ niệm, cả buồn lẫn vui. Từ ngày mai, Linda sẽ trở về Việt Nam, trở về với thân phận thật của cô, một tiểu thư nhà giàu, đứa con gái duy nhất cũng là đứa con cả của người đứng đầu tập đoàn kinh tế lớn và từ ngày mai, có thể sẽ chẳng ai gọi cô với cái tên Linda nữa, mà là chị Đinh Hương, em ở đây tiếng ai đó gọi lớn khi cô đẩy hành lý đi dọc lối ra sân bay một bóng dáng nhỏ bé như chìm nghỉm trong biển người ở nhà chờ phi trường đang ra sức vẫy tay thu hút sự chú ý của cô lan anh người giúp việc của nhà cô cũng là người thân thiết với cô nhất là nhà sau mẹ cô dạo bước về phía lan anh miệng mỉm cười nhẹ lan anh nhìn thấy cô thì mừng lắm nhào đến ôm cô thật chặt khiến cô có chút bối rối nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại Kêu nhiệt tình kia Chị Đinh Hương, 7 năm rồi em chưa được gặp chị Em cứ sợ là không nhận ra chị Rồi không đón được chị về nhà Như vậy thì em sẽ trách bản thân mình Suốt đời mất thôi Cô mỉm cười gõ lên trán Lan Anh Một cái cốc yêu Nếu em mà không nhận ra chị Chị sẽ hận em suốt đời Còn nghỉ chơi với em suốt đời luôn ấy. Cả hai cười vang Dường như bao nhiêu năm qua Cũng không khiến mối quan hệ của họ trở nên phai nhạt Lan Anh dẫn cô ra xe của nhà Lái xe đã đậu sẵn bên ngoài Ngồi trên xe Lan Anh dối rít nói rất nhiều thứ Nào là sân vườn Nay đã thay bằng đài phun nước Hoa hồng đã thay bằng hoa sen Nhưng chẳng lọt vào tai cô một chút nào Cô cũng chỉ nghe cho vui Không hỏi thêm nhiều Vì Đinh Hương hiểu Cái mà cô muốn biết Lan Anh không thể trả lời cô được Xe chạy về phía trung tâm thành phố Rồi chạy thẳng lên đồi hướng về nơi có căn biệt thự lớn. Cánh cổng biệt thự cao ra, nay đã khắc hồi cô đi 7 năm trước, nó đường xây như một kiến trúc mang đậm nét cổ phong Trung Quốc, với cổng làm bằng gỗ lim thượng hạng, ngoài cổng là hai con sư tử đá uy phong lẫm liệt ngồi canh, tường bao bằng đá chạm khắc nổi hình hoa sen rất thanh nhã. Trong nhà còn rất nhiều chậu sen mini Nhật, hoa đổ màu sắc nở bốn mùa. Bước vào nhà, là cảm thấy sự an tĩnh thư thái. Bây giờ thì khác rồi. Toàn bộ đổi thành phong cách châu Âu, họa tiết thời kỳ phục hưng rất vàng lấp lánh. Hai trụ cột và tường bao hai bên được trồng những dây hoa hồng Pháp diễm lệ. Nhìn xa, trông như một tòa lâu đài, chẳng còn chút số vết nào của 7 năm trước. Nhưng mà nhìn bề ngoài có vẻ hào nhoáng như vậy, kỳ thực bên trong nhà cô là một cái vỏ rỗng tuếch. Thế nên bố cô đã phải dùng thủ đoạn ép cô về đây Cứu lấy cái sự phô trương giả dối này Bất giác đình Hương nhếch mép tự cười một cái Xe chạy vào trong Đi qua đài phun nước trước sân Đỗ lại trước sảnh Lái xe chủ động xuống mở cửa cho cô Đình Hương bước xuống xe Khác hẳn với hình ảnh thể thao năng động Và có phần sexy Trên dàn dj ba. Cô bây giờ đang mặc một chiếc váy nền nã Thanh lịch Thả mái tóc dài với những gợn xoăn sóng nữ tính, trông cô bây giờ thật đúng với thân phận tiểu thư nhà giàu. Đinh Hương xải bước vào nhà, bố cô, ông Cao Quang Trí, chủ tịch tập đoàn đang ngồi ở phòng khách nhàn nhã đọc báo. Nhìn thấy ông, Đinh Hương vẫn giữ nguyên tư thái, đi thẳng về phía sofa ngồi tự nhiên. Bảy năm rồi, nhà cũng xây mới y như lòng người. Ông Trí bỏ tờ báo xuống, nhìn cô từ đầu tới chân, vẻ mặt không hài lòng. Đi 7 năm Giờ về không chào bố được một câu Có ăn có học thế đấy Đinh Hương cười mỉa mai Có ăn có học Từ khi tôi bỏ ra khỏi căn nhà này 7 năm trước tôi đã là một đứa mất dạy rồi Mày Ông Chí gần giọng Định nói thêm Nhưng rồi ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Hít một hơi thật sâu để hạ hỏa Ông nói Nếu đã đồng ý về đây Thì hãy nhớ lấy lời hứa của mình những chuyện khác tao không chấp nhặt với mày nữa. Nhớ cuộc hẹn ngày mai làm cho tốt. Nói rồi ông Chí đứng lên. Đinh Hương ngồi đó im lặng. Phía sau đôi kính dâm kia chẳng ai biết cô đang nghĩ gì. Quán cà phê Rayo nổi tiếng đắt đỏ ở khu trung tâm thương mại hôm nay không đông lắm. Nó nổi tiếng và đắt đỏ không phải vì đồ uống ngon hay view đẹp mà vì nó là nơi cho mấy người không biết có thật sự giàu không. Nhưng thích phô trương đến để thể hiện sự giàu có của mình Đinh Hương mọc một chiếc áo crop top hở eo Quần jean rách Bên ngoài còn mặc áo sơ mi rộng Cố ý để hở hững để lộ bờ vai Tóc buộc lệch Mới cài thêm mấy cái lai màu bạc Mắt kẻ thật đậm Miệng nhai kẹo cao su top tép Nhìn đâu cũng thấy ra dáng một dân chơi thứ thiệt Cô ngồi gác chân cao Chẳng có chút dáng vẻ thục nữ nào cả Người phụ nữ đối diện cô Trường cố lớn tuổi ăn mặc sang trọng Nhìn cô với vẻ mặt ngán ngẩm Ông Chí nói với tôi rằng Cô là người có ăn có học Tôi đã nghĩ cô là người hiền hậu có văn hóa Nhưng nay gặp Thì tôi mới biết không phải là vậy Đình Hương nhoẻn miệng cười Mục đích cô ăn mặc như vậy Cũng vì mong câu nói này Cô bị gọi về đây Cũng vì cái đám cưới hoang đường này Một hôn ước từ thời nào đó giữa hai nhà Vốn dĩ cô chẳng đồng ý Thế nhưng điều kiện bố cô đưa ra đã khiến cô phải suy nghĩ Nhưng trước khi để bố cô đạt được mục đích Cô không muốn cứ an phận để bị sắp đặt Cũng không muốn bản thân bị thiệt thòi quá nhiều Nên mới bày ra bộ dạng này Để xem nhà bên kia có dám tiếp tục không Nếu vậy hôn ước kia Người phụ nữ bật cười Nếu như là người khác Có lẽ đã hơi trột dạ vì hành động vừa rồi Nhưng Đinh Hương thì khác Trước khi về cô cũng đã tìm hiểu về gia tộc bên kia Thế nên cô thừa hiểu Với một vị phu nhân đã cùng chèo chống gia tộc với chồng trong suốt nhiều năm qua Thì giam ba cái trò tầm thường này sẽ không dọa được bà Chỉ là cô vẫn muốn thử lại một chút Cũng là để sau này không ai bỡ ngỡ về lối sống của cô Cô nghĩ ba cái trò này có thể khiến tôi thay đổi quyết định sao? Tài liệu về cô, dù ở Việt Nam hay ở bên Mỹ, thì tôi cũng đã tìm hiểu hết rồi. Lần này đến lượt Đinh Hương mỉm cười Quả nhiên mẹ chồng tương lai rất xứng tầm với cô Người phụ nữ đối diện không cười nữa Trực tiếp lật bài ngửa 5% cổ phần trong tập đoàn Thêm 3 lô đất ở trung tâm thành phố Cô thấy sao? Đinh Hương mỉm cười đầy bí hiểm thản nhiên đứng dậy Không cần Tôi chỉ cần bà giữ đúng lời hứa Sẽ đầu tư vào tập đoàn của bố tôi Và một điều nữa Không được can dự quá nhiều vào cuộc sống của tôi cô tự biết chừng mực để giữ danh tiếng cho cả hai bên gia đình, thế là đổ, nói rồi chẳng cần mẹ chồng tương lai trả lời, cô xảy bước ra khỏi quán cà phê. Người phụ nữ ngồi đó nhìn theo cô, bất giác nở một nụ cười. Ngày đám cưới diễn ra, biệt thự nhà cô trang hoàng đủ thứ, chủ yếu là để tiếp những đối tác kinh doanh của bố cô, còn vốn dĩ, lễ cưới và tiệc cưới chuẩn bị ở bên nhà trai, nhà cô chỉ là nơi làm lễ đón dâu có một lát. Vậy mà Cái tính thích phung phí của bố cô Vẫn chẳng thể kìm lại Đinh Hương ngồi trước bàn trang điểm trong phòng Đội trang điểm đã được thuê riêng cho cô Đến váy cưới cô cũng chẳng cần đi chọn Cô ngắp ngắn ngắp dài ngồi đó Cho họ chỉnh trang mọi thứ Từ đầu tóc quần áo cho cô Ngay cả khi khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi Đính đầy đá quý và ngọc trai Được đặt may riêng Mà bao nhiêu cô gái mơ ước Cô cũng cảm thấy bản thân như một con dối cho người ta thích đắp gì lên người cũng được Ôi chị Đinh Hương Giọng Lan Anh kêu lên khi thấy cô Hôm nay chị đẹp quá Đẹp nhất trong tất cả những lần Em thấy chị trước lây luôn đấy Nói rồi Lan Anh vừa suýt xoa Vừa đi vòng quanh cô mà nhìn ngắm Lời khen có phần thái quá của Lan Anh Làm cô không khỏi tò mò Đinh Hương bẻ oải nhìn mình trong gương Phải công nhận Là chính cô cũng không nghĩ mình có thể xinh đẹp đến vậy chưa kịp ngắm bản thân kỹ hơn Thì người phụ trách bên ngoài đã mở cửa bước vào Xe rước dâu của nhà trai đã đến Mời cô chủ xuống ngay bây giờ ạ Đình Hương nhốn vai Xách váy lên đi xuống nhà Lúc cô xuống tới nơi Khách khứa đã đứng rất đông trong sảnh lớn Toàn là khách làm ăn của bố cô Đình Hương đảo mắt một vòng Tìm kiếm xem chú rể của mình đang ở đâu Thú thật từ ngày về nước Chính cô cũng chưa gặp chú rể bao giờ Những thông tin cô tìm hiểu được thì chỉ có một tấm ảnh Nhưng có vẻ được chụp từ rất lâu rồi Nên cô cũng không chắc Chồng của mình bây giờ có bộ dạng thế nào Nhưng tìm kiếm một hồi lâu Thì người xuất hiện lại là người phụ nữ hôm trước Mẹ chồng tương lai của cô Bà tiến lại gần cô tươi cười nói Hôm nay mẹ thay mặt con trai mẹ đến đón con về nhà Đình Hương có phần khó hiểu Theo cô được biết Thì người mà cô sắp lấy làm chồng Chính là tổng giám đốc trẻ nhất của giới kinh doanh trong nước tuổi trẻ tài cao chẳng có lý do gì khiến anh ta không có mặt ở một đám cưới hoành tráng mà chính anh ta làm chú rể thế này đinh hương ngoài mặt tỏ ra ngoan ngoãn đi theo mẹ chồng nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ tới lý do của sự bất thường này không lẽ anh ta bận việc gì cũng chẳng có việc gì mà không gác lại được cho người cưới cả hoặc anh ta không đồng ý mối hôn sự này cái này có khả năng cao hơn này Đến chính cô nếu không bị ép Cô muốn rút ra khỏi cái việc hoang đường này Còn một nguyên nhân khác Là anh ta không thể đến được Nghĩ đến đây Đinh Hương bỗng chốc sùng mình Nhưng mẹ chồng đã làm ngưng lại dòng suy nghĩ của cô Đinh Hương Ta biết con rất tò mò Tại sao lại không có mặt chú rể Trong ngày trọng đại này Lát nữa con sẽ hiểu tất cả Mẹ chồng nói khi cô đã yên vị trên xe hoa điều này làm đinh hương càng chắc chắn rằng trong chuyện này có ẩn khúc khi xe hoa đến biệt thự họ nguyễn thì đinh hương mới phát hiện chỉ có mình xe hoa của cô đi về đây còn mọi người đã đi về hướng khác cô tò mò hỏi tài xế mọi người đi đâu vậy sao chỉ có mình tôi về đây thưa cô theo lịch trình cô sẽ về đây làm lễ gia tiên còn mọi người sẽ ra nhà hàng để dự tiệc cưới trước đinh hương gật gật ra vẻ hiểu chuyện nhưng trong lòng thần muốn xem nhà họ đang muốn làm cái gì Không phải bình thường nên để cô dâu chú rể cùng ra làm lễ trao nhẫn Rồi tuyên bố vợ chồng sao Xe hoa dừng lại trước sành lớn nhà họ Nguyễn Tài xế xuống xe mở cửa cho cô Người đón cô là mẹ chồng Và một người đàn ông trẻ tuổi mặc vét trình tề Đang ngồi xe lan bên cạnh Đinh Hương nhìn anh ta có vẻ quen mắt Dường như đã thấy ở đâu rồi Thấy cô mẹ chồng tươi cười bước tới đón lấy tay cô con đến rồi vừa kịp giờ lành ta còn lo đường tắc làm trễ giờ đinh hương không nói gì đi theo sự dẫn dắt của mẹ chồng đến trước người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi xe lăn với vẻ mặt lạnh nhạt mẹ chồng giới thiệu đinh hương chắc con chưa biết đây là minh khang chồng của con đinh hương dường như không tin vào mắt mình cô dường như bỗng chốc hiểu ra tất cả Hóa ra lý do khiến bà mẹ chồng Bất chấp cô sống buông thả Ăn chơi chắc táng Cũng nhất định cưới về cho con trai bà Thậm chí còn sẵn sàng bỏ thêm tiền đầu tư Vào cái tập đoàn sắp tàn của bố cô Còn cho cô thêm cổ phần Của tập đoàn nhà họ Là bởi vì người chồng mà cô phải lấy Là một người tàn tật Đình Hương vô cùng bất ngờ Cô nhìn Minh Khang không chớp mắt Khiến anh có phần khó chịu Sao hả Cô không biết người mình sắp lấy là một người tàn tật sao Nhưng bây giờ cô muốn từ bỏ Thì cũng đã muộn rồi Bố cô đã ký vào hợp đồng hôn nhân Của tôi và cô Cô có muốn từ chối cũng hết cách thôi Đình Hương có phần hơi ngạc nhiên Với miệng lưỡi sắc bén Của người đàn ông mang danh chồng cô Quả nhiên Làm đường tổng giám đốc trẻ nhất Của giới kinh doanh trong nước Thì dù có phế đi cái chân Cũng không thể làm lu mờ Sự bá khí của anh ta Đến đây cô cũng đang nghĩ tới tình huống này Và bản thân cô là một người giữ lời hứa Nếu cô đã chấp nhận cuộc hôn nhân này Thì dù thế nào Cô cũng sẽ không vì dăm ba Cái lời sắc bén kia mà từ bỏ Đình Hương nở một nụ cười bí hiểm Chỉnh trang lại đổ tóc Và váy cưới nhìn thẳng vào Minh Khang Đến giờ lành rồi Vào làm lễ thôi Minh Khang có chút khựng lại Trước câu trả lời và thần thái của cô Anh không ngờ Đứng trước hoàn cảnh như vậy Cô vẫn có thể hiên ngang đáp trả Anh nhún vai Điều khiển xe lăn đi vào trong cùng cô Lúc đám cưới kết thúc Các thủ tục Thì cũng là chiều muộn Tình Hương cả người dã rời Lết ký xác về phòng cưới Minh Khang đã trở về trước cô vài phút Anh muốn thoát khỏi mấy cái lễ lạt dườm già Càng nhanh càng tốt Để về phòng nghỉ ngơi Thật sự nhiều lúc không hiểu Người ta lấy đâu ra động lực Để đem nhau ra làm từng đó việc Trong một ngày mà tối vẫn còn có sức tân hôn. Anh uể oải định cởi bớt cúc áo sơ mi cho bớt ngột ngạt thì Đinh Hương đẩy cửa vào, làm anh giật mình, suýt chút muốn lộn nhào. Đinh Hương liếc vào phòng, nhìn quanh tìm gì đó, rồi khi thấy cái giường thì cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà bước thẳng đến, gạt hết đám hoa hét bóng bay rồi thản nhiên thả mình xuống. Minh Khang cảm thấy chưa từng có người con gái nào lại vô duyên đến vậy. Này, cô có biết phép lịch sự tối thiểu là bước vào phòng phải gõ cửa không hả? Đình Hương mắt lờ đờ bể oải nói. Tôi vào phòng tôi mà cũng phải gõ cửa sao? Nhà anh có quy tắc kỳ dị vậy à? Minh Khang trột dạ. Anh vốn quen ở một mình một phòng. Đến mẹ anh muốn vào còn phải gõ cửa. Anh suýt chút nữa quên mất bản thân vừa có vợ. Và từ nay còn phải chung phòng với cô. Bất giác anh cảm thấy mình mới là người vô duyên thì ra bây giờ cô cũng mới đến trong phòng nhỡ tôi đang thay đồ cô nên lịch sự một chút chứ nhưng đinh hương cũng chẳng thèm để ý trả lời anh xong cô đã thoải mái nhắm mắt định bụng đánh một giấc trước rồi tính sau minh khang ngồi bên cạnh chờ mãi cứ thấy cô im lặng cũng chẳng nhúc nhích gì liền nói này cô có nghe tôi nói không đấy đinh hương vẫn nằm yên chỉ có tiếng thở đều đều minh khang chạy xe lại gần thì thấy cô đã vào giấc rồi trên người còn nguyên tóc tai, make up Rồi cả bộ váy cưới to hoành Anh không chịu nổi liền đập đập vào thành giường Này, cô định cứ thế này mà ngủ hả? Dậy thay đồ đi chứ, này Nhưng gọi thế nào, Đinh Hương cũng không đáp Thậm chí còn cố ý xoay người ôm gối ngủ ngon hơn Chán nản, Minh Khang ra khỏi phòng Trước khi đi, anh thấy phòng hơi lạnh Nên bật tăng nhiệt độ điều hòa một chút Ra khỏi phòng rồi, lòng anh tự nhủ Đêm nay tạm nhường phòng cho cô ta, từ mai thì sẽ cô ta biết ai là chủ, ai là khách. Minh Khang đi rồi, Đinh Hương không mở mắt, miệng bất giác vẽ thành nụ cười. Lúc Đinh Hương tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng hôm sau, chính cô còn cảm thấy bất ngờ vì mình chẳng có chút gì là lạ nhà. Hồi mới qua Mỹ, trong tháng đầu tiên cô gần như chẳng ngủ được vì lạ nhà, lúc nào cũng lờ đờ mệt mỏi, nhưng thật kỳ lạ, đêm qua cô ngủ rất ngon giấc còn chẳng tỉnh dậy giữa chừng có lẽ ngày hôm qua đã ly đi của cô quá nhiều sức lực nên cô mới ngủ ngon đến vậy đinh hương thong thả vào phòng tắm thay đồ tắm nước nóng cho sảng khoái khi đã xong xuôi cô thay một bộ đồ ngủ rồi xuống nhà lúc cô xuống tới phòng khách thì chẳng thấy mẹ chồng và chồng đâu chỉ thấy mấy chị giúp việc đang dọn dẹp cô định tiến đến hỏi đại một người thì một người đàn ông bước về phía cô người đàn ông có vẻ lớn tuổi mái tóc đã màu hoa râm và bộ ria khá bắt mắt người đàn ông thấy cô thì cười nhẹ cô đinh hương cô dậy rồi sao ông là à xin tự giới thiệu tôi là hoàng là quản gia của biệt thự họ nguyễn tôi đã được bà chủ cho biết về cô chào mừng cô tới làm dâu của gia đình nói rồi ông hoàng chìa tay về phía cô cô cũng hiểu ý đưa tay ra đáp lại một cái bắt tay lịch sự Chợt nhớ ra điều gì cô liền hỏi À phải rồi Mẹ chồng và chồng tôi đi đâu rồi Sáng nay bà chủ có cuộc họp quan trọng nên đi rồi Bà chủ đã mong được ăn bữa sáng Trong ngày đầu tiên có con dâu với cô Nhưng có vẻ cô mệt quá Bà chủ thì không muốn trễ giờ Nên đã đi trước rồi Còn cậu Khang đang ở sân sau hít thở không khí trong lành Đình Hương nghe thấy mẹ chồng Chờ cô cùng ăn sáng mà không được Cô có chút xấu hổ dù là cũng chẳng có tình cảm gì nhiều Nhưng suy cho cùng Đây là hai bên tự nguyện Và cô và mẹ chồng cũng chẳng ghét nhau Nên nếu mẹ chồng thiện ý như vậy Cô cũng không nên từ chối Nghĩ vậy cô nói với quản gia Mai tôi sẽ cố gắng dậy sớm hơn để ăn sáng cùng bà Quản gia mỉm cười lịch thiệp rồi hỏi Cô có muốn đi tham quan biệt thự một chút không? Tôi sợ cô mới về nên không quen Đình Hương nghĩ hôm nay Cô cũng chẳng có việc gì Vậy thì đi thăm thú chút cho biết Liền gật đầu đồng ý Đi thôi ông quản gia Đinh Hương được dẫn tới các phòng chức năng của biệt thự Rồi còn cả khu sân vườn Lúc tới sân sau Ngay từ xa Cô đã thấy bóng một cái xe lăn Minh Khang đang thảnh thơi uống trà Dưới đỉnh hóng mát Nói thần thì trông anh ta cũng đẹp trai Mắt to, mũi cao, da trắng Nhưng thần thái khỏe khoắn mạnh mẽ nếu không bị tàn cái chân Thì có lẽ cũng trả tới lượt cô Sao thế Chưa thấy biệt tự đẹp thế này bao giờ sao Đình Hương chưa kịp lên tiếng Thì Minh Khang đã buông lòi cả khịa trước Anh chưa đến nhà tôi bao giờ Nên mới nghĩ nhà anh đẹp đến thế đúng không Cũng chẳng vừa cô đáp Lão quản gia thấy mình có vẻ Đã không còn việc gì ở đây Liền nói có chuyện cần đi làm Rồi đi trước Đình Hương cũng không quan tâm lắm Ông Hoàng rời đi thì cô cũng tiến tới phía đỉnh hóng mát, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh chồng, rót ly trà nhâm nhi. Với cái tập đoàn đang xuống dốc thảm hại, đến mức phải bán con gái qua đây để gán nợ và xin tiền đầu tư từ nhà tôi, thì có lẽ mấy thứ trong nhà cũng chỉ là vỏ bọc. Đình Hương không đáp, cô hiểu anh ta nói đúng, cô vờ như không nghe thấy, tiếp tục lấy hoa quả trên bàn cho vào miệng. Cô quen với vị trí con dâu nhà này nhanh quá nhỉ? Minh Khang khinh bỉ nói Đinh Hương không nhìn anh ta thủng thẳng đáp Cũng bình thường Dù sao cũng phải sống Sống ở đâu cũng phải vậy thôi Minh Khang cười khẩy Cô nên nhớ cô đến đây làm dâu Chứ không phải làm chủ nhà Con gái con đứa gì mới ngày đầu tiên về nhà chồng Đã ngủ đến 9 giờ mới dậy Để mẹ chồng chờ ăn sáng không được Phải tự bỏ bữa đi làm Việc hôm qua cô chiếm phòng tân hôn tôi không chấp Từ nay cô đừng quá đáng Cô cũng thối nát như cái tập đoàn gia đình của cô thôi Đinh Hương đặt ly trà trên tay xuống cái bàn đến cạch Nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện Chuyện mẹ chồng tôi sẽ biết tự ứng xử cho hợp lý Còn anh, anh cũng chỉ là chồng tôi Một người chồng còn chẳng ra dáng chồng Tôi không có nhiệm vụ làm anh hài lòng Nên anh sẽ quen dần với sự quá đáng của tôi thôi Đình Hương vốn dĩ là người tự do Ngay cả bố cô cũng không trói buộc được cô nếu không vì tập đoàn đang trên bờ vực phá sản thì cô chẳng đến mức bị ép về để lấy một người chồng chưa từng gặp mặt thế này. Tập đoàn vốn dĩ là tâm huyết của ông ngoại cô, vì lấy mẹ cô nên ông chí mới được thừa hưởng. Nếu tập đoàn mất, cô nghĩ mẹ và ông ngoại sẽ chẳng yên lòng. Bố cô biết điều đó quan trọng với cô thế nào nên mới dùng nó ép buộc cô về nước. Nói xong, nhìn vẻ mặt tối sầm của Minh Khang, cô cũng thấy mình có chút quá đáng. Nhưng cũng do lời anh nói có phần xúc phạm cô Đinh Hương không dám ngồi nữa Cô vội lủi về phòng Buổi tối mẹ chồng mới về nhà Đinh Hương được người giúp việc Gọi xuống ăn cơm Mới biết mẹ chồng đã về Cô định không xuống Phần vì không muốn gặp cái tên chồng quái thai Chuyên bới móc người khác Phần vì phải chuẩn bị cho sâu diễn tối nay Mặc dù trở về Việt Nam Chuyên môn chính của cô Không phải là DJ bar nhưng cô vẫn muốn tìm chỗ thỏa mãn sở thích của mình thêm một thời gian nữa mới bắt tay vào đi làm được michael đã giúp cô liên hệ với giới quản lý ba trong nước tìm một ba đang cần tuyển đi dây cô đã nhận xô từ tối nay nhưng nghĩ tới việc sáng nay mẹ chồng đã chờ đợi mình mà không được cô bèn đi xuống hôm nay cô mặc áo crop top màu đen đến kim sa lót lánh váy jean rách ngắn ngang đùi để lộ đôi chân dài cùng bút đen. Tổng thể nhìn cô vừa sexy vừa huyền bí. Bản ăn gia đình, nhà chồng có vẻ hơi lớn so với một nhà bình thường. Mẹ chồng ngồi một bên, thấy cô trong bộ đồ diễn thì hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười. Minh Khang chồng cô ngồi một bên, không thèm quay lại nhìn một cái, mặt lạnh nhạt như chưa từng quen biết cô. Đình Hương đi về phía mẹ chồng, kéo ghế ngồi cạnh đối diện với chồng. Mẹ chồng cô vui vẻ, Hôm nay con đi có việc à Con có xô diễn ở 396 Mẹ cũng biết công việc của con đúng không Mẹ chồng có vẻ hơi ái ngại Khi cô nói sẽ lên ba làm việc Bà im lặng gấp thức ăn cho cô Miệng vẫn giữ một nụ cười hơi gượng gạo Vậy con ăn đi Đừng để bông đói đi làm Đình Hương cũng không từ chối sự nhiệt tình của mẹ chồng Ăn hết những gì bà gấp cho Nhìn sang Minh Khang Vẻ mặt anh lạnh nhạt như không quan tâm nhưng thật ra anh có lén liếc nhìn cô Thấy cô ăn mặc như vậy Anh không kìm được mà mỉa mai Làm đi dây cứ nhất định phải thiếu vải thế à Đình Hương ngưng đũa lại Hơi nhăn mày nhìn anh Đúng là có những người đi dây Khi đi diễn vẫn ăn mặc rất trình tề Thậm chí mặc vết Hoặc váy dài tới mắt cá chân để diễn Nhưng với cô Cô thích ăn mặc như vậy Vì vừa thoải mái vừa tiện dụng lúc diễn Hơn nữa bản thân cô cũng thấy mình dáng đẹp, da trắng Mặc vậy để mọi người ngắm nhìn cô Có gì sai Đình Hương định đáp trả Nhưng chuông điện thoại đã reo lên Là quản lý 396 Cô buông đũa Quẳng về phía Minh Khang Một cái lườm sắc lẹm Rồi vội đứng dậy Còn đi trước mọi người ăn tự nhiên Lúc chạy ra cửa Cô loáng thoáng nghe mẹ chồng nói gì đó với chồng cô Nhưng cũng chẳng kịp để ý Chỉ mài chạy nhanh đến ba ba ở việt nam kết thúc sớm hơn ở mỹ thường kết thúc khoảng 1 giờ đêm nhưng vì mấy ngày vừa rồi nhiều việc cô lại có chưa quen với múi giờ việt nam nên hôm nay tan làm thấy mệt hơn mọi khi lúc cô trở về nhà mọi người đã ngủ cả cô cũng biết ý khe khẽ đi lên phòng căn phòng tối om cô vẫn chưa quen tìm mãi mới thấy công tắc đèn vừa bật sáng cô suýt hết hồn vì minh khang đã ở đó từ bao giờ anh đang ngồi bên cửa sổ Thấy cô liền quay lại Anh bị điên à Ngồi trong phòng mà không bật đèn Làm tôi suýt hết ẩm lên Minh Khang không nói gì Nhìn bộ dạng mệt mỏi thất thểu của cô Tôi ở phòng tôi Bật đèn hay không là quyền của tôi Còn cô đi tối về khuya Người không biết còn tưởng cô làm gái đấy Đình Hương vứt túi và điện thoại lên giường Tay cởi đô bút ra cười nhạt Nếu họ nghĩ vậy Thì tôi mất mặt một gia đình anh mất mặt mười đấy minh khang hơi nhăn mặt mong cô lần sau ăn mặc tử tế hơn việt nam không như mỹ cô sẽ gặp nhiều phiền toái đấy cảm ơn không cần anh lo nói rồi đinh hương vào nhà tắm cô muốn ngâm mình trong nước nóng cho thoải mái lúc cô tắm xong đi ra thì minh khang đã yên vị ngay ngắn trên giường ngồi đọc sách có lẽ ai đó đã vào phòng giúp anh ta đinh hương lau tóc cho bớt nước rồi lục tủ tìm máy sấy Nhưng mãi không tìm ra Thấy cô lay hoay Minh Khang liền hiểu ý Ở phía sau cánh cửa Đình Hương có chút nghi hoặc nhìn anh Nhưng cũng theo lời chỉ dẫn Mà tìm sau cánh cửa Quả nhiên thấy máy sấy treo ở đó Minh Khang đang đọc sách Nhưng tiếng máy sấy quá ồn Khiến anh không thể tập trung Nên đành gấp sách lại Anh nhìn qua cô Nguồn âm phá rối Đình Hương mặc một bộ đồ nhà Họa tiết hoa tulip xanh trông vô cùng dịu dàng, mái tóc còn hơi ướt, tay cô bung nhẹ từng lớp tóc xoăn sóng cho vào nếp, đầu khẽ đung đưa theo di chuyển của máy sấy trên tay. Lúc này trông cô hiền dịu như một người vợ, mà người đàn ông nào cũng ao ước, chẳng giống lúc mặc đồ lên ba. Nếu không phải đã thấy cô lúc trước, có lẽ bây giờ anh cũng không kìm được lòng mình. Sấy tóc nhanh lên, khuya rồi cho tôi còn ngủ. Đinh Hương quay lại, sau khi nghe cô nói có phần khó chịu của anh, không trả lời, cô sấy thêm một lát nữa thì dừng, sau đó đột nhiên cô ngồi thở trên ghế sofa, nhìn anh chằm chằm. "Này, hôm qua anh ngủ ở đâu đấy?" Minh Khang đang xem điện thoại, thấy hơi kỳ quặc trước câu hỏi của cô. "Cô hỏi làm gì? Thì anh cứ trả lời đi." Ở phòng đối diện, phòng đó dùng cho khách. Hôm qua cô ngủ say như chết, lại còn mặc nguyên váy cưới chiếm hết giường. Tôi đành về sang bên đó Chứ hôm nay là cô không có cửa đâu Ai thèm dành với anh chứ Đình Hương bĩu môi Rồi bình tĩnh vào tổ Lấy một bộ chăn gối mới đi ra cửa Cô đi đâu đấy Minh Khang có chút bất ngờ với hành động của cô Chẳng lẽ cô muốn ngủ riêng Thì tôi đi nhường giường cho anh chứ sao Không được đi Minh Khang vội nói giọng hơi lớn Đình Hương hơi nhăn mày Tỏ vẻ vừa khó hiểu vừa không vui Anh ra lệnh cho tôi đi à Minh Khang thấy mình hơi quá lố liền thu giọng Người giúp việc nhà tôi rất đông Hôm qua khách hứa nhiều Họ không để ý Nhưng nếu có ngủ riêng Chuyện này đồn ra ngoài thì không hay đâu Đình Hương nghe anh nói thấy cũng đúng Cô đã nhận lời lấy anh Làm dâu nhà này Dù biết chỉ là một cuộc hôn nhân có mục đích Nhưng dù gì cũng nên làm cho tử tế Để nhà người ta mang tiếng cũng không tốt Thấy cô cứ đứng ngần ngờ Mãi chưa trả lời Minh Khang nói thêm hay cô sợ, tôi làm gì cô? Loại phụ nữ như cô đụng vào chỉ bẩn tôi thêm." Đinh Hương cảm thấy rất khó chịu khi nghe cô nói của anh. "Loại phụ nữ như cô sao? Cô kiếm tiền chân chính bằng sức lao động và rèn luyện, đâu phải bán thân hay vì tiền mà mua vui cho thiên hạ?" Nghĩ vậy, cô chẳng ngần ngại đáp trả. "Anh nghĩ với cái thân thể tàn tật của anh thì anh đủ sức làm gì tôi sao? Được, ngủ chung thì ngủ chung, nếu có chuyện gì anh đừng có hối tiếc." Nói rồi cô vứt chăn gối sang một bên sofa leo lên giường Kéo chăn của anh sang phía mình chẳng thương tiếc Này cô làm gì vậy hả Ngủ Chẳng phải anh bảo tôi ngủ ở đây sao Thì cô kéo hết chăn của tôi làm gì Người thì như con mắm Đắp được bao nhiêu chăn mà dành Nói xong Minh Khang giật mạnh lại chăn cho mình Đinh Hương cũng không vừa Giật lại luôn Còn cuốn chặt vào người mấy vòng Khiến anh có lôi thế nào cũng không ra được nữa Tôi đã nói rồi, có chuyện gì thì anh đừng hối tiếc." Minh Khang khó chịu ra mặt, không giành lại nữa khoanh tay nhắm mắt, "Cô cứ chờ đấy." Tình Hương lấy làm đắc ý lắm, nhắm mắt ngủ rồi mà miệng vẫn còn cười. Trời sáng lúc Đinh Hương tỉnh dậy thì đã 12 giờ trưa, cô uể oải đi xuống nhà, vừa đi xuống tới phòng khách đã thấy Minh Khang ngồi đó, bên cạnh là lão quản gia. Thấy anh, cô định lướt qua luôn. Để vào bếp kiếm gì ăn Nhưng anh đã kịp thấy cô Tôi tưởng cô về chiều mới dậy Ngày nào cũng ngủ tới trưa Anh không thấy hôm qua tôi về muộn sao Dậy muộn chút không được à Minh Khang cười khẩy Hôm qua tôi với cô ngủ cùng một lúc đấy Đình Hương á khẩu Cô biết có đứng đây tranh cãi với anh cũng chẳng được gì Vào bếp Lấp đầy bụng còn tốt hơn Nghĩ vậy cô chẳng thèm quay lại Đi thẳng luôn nhưng vừa đi được ba bước thì minh khang lại lên tiếng cầm cái này lên đi anh hất hàm về phía bàn nước nơi có một biêu phẩm lớn cô thấy thế thì tiến đến cầm lên xem người gửi là mai cơn bất giác cô mỉm cười không hiểu sao thấy cô cười anh lại khó chịu không nhịn được mà nói mỉa mai vừa về việt nam mấy ngày đã có người nhớ không chịu được rồi à còn gửi đồ cho nhau nữa đinh hương nhìn anh cái vẻ xấu tính không giấu được trên khuôn mặt anh Nhưng cô chẳng quan tâm Vì tâm trí cô giờ đang tập trung nghĩ xem Michael gửi gì cho cô Cô không thèm đáp trả anh nữa Vui vẻ ôm biêu phẩm mang lên phòng Quên cả cơn đói Cô vừa quay đi Thì bỗng nghe tiếng hắt xì Lão quản gia vội lấy giấy lau đưa cho anh Cậu chủ Cậu ốm rồi để tôi gọi bác sĩ đến Minh Khang lau lau mũi rồi xua tay Không cần đâu một chút cảm xoàng thôi nghỉ một lát là ổn đinh hương loáng thoáng nghe thấy nhưng nhìn anh ta còn sức cà khịa cô thì có lẽ đúng là cảm xoàng thật cô cũng không bận tâm nữa mà đi lên phòng michael gửi một hộp đồ chứa cây thông bằng nhựa đinh hương chợt nhớ ra hôm nay đã gần tới ngày giáng sinh mấy ngày nay nhiều việc quá nên cô quên mất mấy năm nay ở bên mỹ chỉ có michael cathy con gái của anh cùng vài người bạn ở ba thường cùng cô đón giáng sinh và năm mới. Đôi khi cô còn tưởng chính họ mới là gia đình của cô, chứ không phải ông bố với bà vợ hai và thằng em trai cùng cha khác mẹ của cô. Kèm theo hộp bi phẩm còn có một tấm thiệp nhỏ, bên ngoài vẽ hình ông già Noel đang cưỡi tuần lộc đi phát quà, được vẽ bằng tay, còn rắc kim tuyến lấp lánh bên trên. Hẳn là tác phẩm của Cathy, con bé mới 10 tuổi nhưng tài năng hội họa đã rất rõ nét. Bên trong tấm thiệp là dòng chữ tiếng Việt nắn nót. Giáng sinh an lành cô Linda, bố mẹ cơn và cháu nhớ cô rất nhiều. Cô nhanh quay lại Mỹ cùng bố đưa cháu đi chơi và dạy cháu trả đĩa đi dây ngầu như cô nhé. Nhớ cô nhiều. Dưới cùng là một trái tim nho nhỏ rất xinh xắn. Đình Hương bất giác mỉm cười. Cô đã dạy ca thi tiếng Việt chỉ một chút thôi Vậy mà con bé thấy thích nên đã tự học thêm Đến giờ có thể tự viết được thiệp Có vẻ như cô cũng hơi nhớ nước Mỹ Nhớ Cathy và nhớ cả ba ở đó rồi Cô lấy hộp bi phẩm ra Lắp ghép cây thông nhựa thành một cây hoàn chỉnh Treo thêm dây kim tuyến Và đèn led đổ màu răng lên Trong hộp Michael còn cẩn thận Chuẩn bị ít bông trắng và hạt xúc Có lẽ anh biết Việt Nam Chẳng thể có tuyết như Mỹ lúc cô đang lúi hối rắc bông và xốp xuống thân cây thông, Minh Khang mở cửa vào, nhìn thấy cái đống cô vừa bày ra, anh khẽ nhíu mày, tỏ vẻ lơ đễnh đi về phía bàn làm việc. ở bên mỹ cô cũng làm mấy trò nhạt nhẽo này sao? nhiều nước trên thế giới cùng tổ chức giáng sinh, đây giống như tết ở Việt Nam. vậy mà anh nói là trò nhạt nhẽo sao? không biết thì đừng có nói. Minh Khang nhún vai, tùy cô, nhưng vài ngày nữa mới giáng sinh nếu sau lúc đó cô không dọn đống này thì tôi đuổi cả cô ra khỏi phòng đấy đinh hương bĩu môi nhìn anh giống như một tên hẹp hòi mà đồ ăn trưa của cô tôi đã dặn người giúp việc bày sẵn cho cô làm nhanh xuống mà ăn không lại bảo họ nguyễn nhà tôi bạc đãi con dâu lúc này đinh hương mới nhớ mình còn chưa ăn gì tự nhiên cô thấy người chồng này cũng không đến nỗi vì anh còn chút lương tâm sau này tôi sẽ bớt trả treo với anh Cô lầm bẩm Rồi quay xuống đi xuống nhà Tối Đinh Hương định đi ngủ sớm Hôm nay không có xô Mấy ngày nay cũng mệt rồi Cô sẽ thưởng cho bản thân một giấc ngủ sớm cho đẹp ra Nghĩ vậy ăn tối xong Cô lên phòng luôn Rồi ôm quần áo vào nhà tắm Ngâm mình một lát cho thoải mái dễ ngủ Tắm nước nóng xong Đinh Hương thỏa mãn bước ra Miệng không ngừng tấm tắc Đúng là bể tắm nhà giàu khác hẳn mấy cái nhà tắm bên Mỹ vừa chật vừa bí. Minh Khang không biết về từ lúc nào đã yên vị trên giường. Có lẽ khi cô tắm đã quá thả mình mà không để ý ở bên ngoài. Chắc hôm nay anh ta cũng mệt chứ mọi hôm thấy còn bới móc xỉa sói cô đến khuya. Tình Hương bĩu mô một cái dơ nắm đấm về phía Minh Khang đang say ngủ miệng lẩm bẩm. Anh mà không phải là người tàn tật tôi đã đấm anh mấy phát cho tỉnh ra rồi. Hôm nay tôi muốn ngủ sớm nên tha cho anh đấy <laughs> Nói rồi cô còn xấu tính Đấm vào không chung mấy cái như muốn dằn mặt ai Xong xuôi cô mới leo lên giường Kẻ hói chăn lên người Không quên chặn cái gối ôm ở giữa Rồi mới mãn nguyện nhắm mắt chìm vào giấc ngủ Mai em đừng đi Đinh Hương nghe kỹ Hình như là tiếng của anh chồng đang trùm chăn bên cạnh Cô nhỏ người sang Minh Khang Mắt vẫn nhắm nghiền Nhưng vẻ mặt dường như đang rất khó chịu Miệng không ngừng lẩm bẩm gọi ai đó tên Mai. Đình Hương có chút không thoải mái, gọi tên ai thì gọi, cũng không nên làm ồn lúc cô ngủ chứ. Cô liền với tay sang lay lay người anh, nhưng chẳng thấy phản ứng. Ngủ say thế ư? Cô lẩm bẩm tự hỏi rồi cố lay thêm. Đột nhiên, tay cô chạm vào mặt anh, thấy mồ hôi nhễ nhại nhớp nháp cả bàn tay, cô vội lật chăn ra, cả người anh đang co rúm run rẩy mồ hôi trên trán túa ra khuôn mặt trắng trẻo mạnh mẽ bình thường bây giờ đỏ hồng lên cô bất giác vươn tay sờ vào trán anh minh khang sốt rồi cô liền lao ra khỏi giường mở cửa định chạy xuống kêu mọi người đừng đi giọng minh khang yếu ớt nói nhưng cũng đủ khiến đinh hương nghe thấy tôi xin cô đừng đi tôi không muốn mẹ lo lắng cho tôi thêm nữa nghe anh nói thế không hiểu sao đinh hương có chút mùi lòng hóa ra anh vẫn luôn mặc cảm chuyện mình không đi lại được Không muốn sự thương hại của bất cứ ai Cô tiến lại gần anh khẽ hỏi Vậy anh phải làm sao? Tôi ốm xoàng chút thôi Cô lấy giúp tôi viên thuốc hạ sốt Một lát là ổn Đình Hương có chút lo lắng Nhưng vẫn làm theo Cô nghĩ hay là do đêm qua dành chăn của anh Nên bây giờ anh mới bị cảm Điều đó làm cô cảm thấy bản thân tội lỗi ghê gớm Đưa thuốc cho anh uống cùng ly nước Cô vẫn có chút không an tâm, cô liền vào nhà tắm rồi mang ra một cái khăn ướt đặt lên trán anh. Minh Khang nằm trên giường nhìn cô, có vẻ như cơn sốt khiến anh không ngủ được. Đình Hương cũng không dám ngủ. Cô thấy bản thân cũng cần có trách nhiệm trong chuyện này, cô ngồi ở sofa đối diện giường. Hai người im lặng một lúc lâu, mãi Minh Khang mới mở lời. "Cô tò mò mai là ai phải không?" Đình Hương không nói gì, đúng là cô có chút thắc mắc nhưng cũng không nhất định muốn biết mai là người yêu cũ của tôi tôi và cô ấy yêu nhau từ hồi đi du học bên mỹ lúc đó cô ấy không biết tôi có thân thế ra sao chúng tôi chỉ yêu nhau vậy thôi nhưng rồi bằng cách nào đấy kẻ thù của bố tôi tìm ra tôi chúng không làm gì được tôi thì quay sang bắt mai để uy hiếp tôi mất cả mai và đôi chân này trong tai nạn xe hơi khi truy đuổi bọn bắt cóc đinh hương ngập ngừng rồi sao anh về đây làm tổng giám đốc được vị trí đó vốn chỉ chờ tôi đi du học về thì sẽ chính thức có chỗ nhưng vì cái chân tôi chỉ có thể điều hành tại nhà đinh hương gật gật ra vẻ hiểu chuyện hai người lại rơi vào im lặng thêm một lát thì cô đứng dậy thay khăn sờ chán anh đã thấy đỡ sốt hơn một chút cô vẫn ngồi ở đó canh chừng như vậy thì cảm giác tội lỗi trong cô cũng đỡ đi phần nào cứ thế cả hai thiếu đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, đã thấy bản thân nằm trên giường, Minh Khang đã rời khỏi từ bao giờ. Cô uể oải vươn vai, với tay nhìn điện thoại, đã 11 giờ trưa, vậy là kế hoạch thư giãn ngày không xô đã tan tác, hôm nay cô lại có lịch diễn. Còn đang lưu luyến chút mềm mại từ chiếc giường cao cấp thì cửa phòng bỗng mở ra, là Minh Khang, theo sau anh là một người giúp việc đang mưng gì đó trên tay Minh Khang đi vào Bảo người giúp việc để khai trên bàn rồi ra ngoài trước Mùi đồ ăn thơm phức Khiến Đinh Hương chẳng thể nằm yên Cô nhỏ người dậy nhìn Trên bàn có một phần cơm cà ri Với một miếng sườn bbq Cùng salad trộn Nhìn thôi đã thấy ngon mắt vô cùng Đói rồi à Cho cô đấy Đinh Hương đưa ánh mắt như không tin được vào tay mình Nhưng chân thì vẫn tự động xuống giường Và lại gần bàn ăn anh mang cho tôi thật á Minh Khang nhún vai Giống như nói tất nhiên rồi Đinh Hương không kiêng nể gì Định vào ăn luôn Quên cả việc bản thân chưa đánh răng Nhưng đột nhiên cô khựng lại Buông miếng sườn vàng ruộng màu mật ong Đường nướng hơi xém một mặt Còn một mặt đẫm sốt kia xuống Rồi nheo mắt nhìn anh Như công an nhìn tội phạm Anh có bỏ độc vào không đấy Không thể nào tự dưng tốt bụng như thế được Minh Khang đơ mất hai giây khi nghe cô nói Rồi bất giác bật cười Tôi muốn giết cô thì thiếu gì cách Là mấy trò này có gì hay Mà nếu cô sợ thì đừng ăn Để cho tôi tôi cũng đang đói Nói rồi anh còn làm hành động Như sắp nhào tới dành với cô Nhưng Đình Hương đã nhanh tay vòng lại Như muốn ôm cả khay đồ ăn về phía mình Ê tôi chưa nói xong mà Đúng là một tổng giám đông Của tập đoàn lớn như nhà họ Nguyễn không thể nào tư duy thiền cận thế được Nên mấy cái này chắc chắn an toàn Tôi ăn Nói xong cô cũng chẳng ngại ngần gì Mà tiến hành thưởng thức luôn Đúng là trên đời này Được ăn ngon là một niềm hạnh phúc Cảm ơn cô Chuyện tối qua Chuyện gì Đinh Hương vẫn nhồm nhà mà nhai Chẳng thèm để ý người còn lại trong phòng Minh Khang thấy vậy Cũng không nói thêm lặng lẽ đi xuống dưới Đinh Hương ở biệt thự họ Nguyễn thêm một tháng vẫn đi diễn xô đều đều mẹ chồng vẫn tỏ ra nhiệt tình với cô còn minh khang lâu lâu vẫn cà khịa cô dành chăn dành phòng dành đồ với cô nhưng cũng đã bớt gay gắt và khó chịu với cô hơn nhiều khi cô nghĩ anh ta còn trẻ con hơn cô tưởng sáng sớm chưa ngủ dậy thì đinh hương đã nghe chuông điện thoại mình reo đâu đó mắt nhắm mắt mở quờ quạng mãi một hồi cô mới tìm được điện thoại đang lạc trôi tới tít dưới chân Alo Cô nhấc máy trong cơn ngắp ngắn ngắp dài Linda Cháu là Cathy nè Cháu cùng bố Mai Cơn đã đến trước cửa biệt thự Mà cô cho địa chỉ đấy Đình Hương giống như vừa được tạt một gáo nước Cơn buồn ngủ như tan biến Cháu nói cháu đang ở đâu Cháu đang ở cổng biệt thự Mà cô cho địa chỉ đấy Biệt thự họ Nguyễn đó Đình Hương nhìn ra ngoài Ôi trời ơi Cô lầm bẩm vội cúp máy rồi lao xuống nhà chẳng để ý mái tóc rối bời và bộ đồ ngủ cô đang mặc trên người. Phía sau cánh cổng sang trọng của biệt thự, quả nhiên có một dáng người cao lớn quen thuộc cùng một dáng khác nhỏ hơn. Đình Hương không thể tin nổi vào mắt mình, vội chạy tới ôm chầm lấy cô bé con với mái tóc xoăn màu vàng tươi kia. Cà Thi, cô nhớ cháu lắm luôn. Đứng bên cạnh Michael với chiếc túi du lịch cùng một chiếc vali siêu lớn, nhìn hai cô cháu cười như mở hội. Hay hay, đừng quên tôi chứ. À phải rồi, Michael. Đinh Hương buông Cathy ra, ôm chầm lấy Michael một cách hữu nghị. Nhìn anh như một gã tây ba lô chính hiệu, nếu không dắt theo Cathy đấy. Michael cười trước lời trêu đùa của Đinh Hương. Cathy thì díu dít. Cô Linda, cô ở căn nhà to thế này sao? Cô ở với chồng à? Sao nhà cô nhiều người thế? Họ là ai? Đối diện với những câu hỏi ngô nghê của Cathy, cô thật sự không biết trả lời từ đâu. Vậy là cô đưa họ vào nhà Vừa đi ba người vừa tiếu thiết trò chuyện Nhìn như một gia đình nhỏ hạnh phúc Minh Khang ở trong nhà thấy tất cả Anh cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái Liền xoay người về phòng làm việc Ngày hôm đó Đinh Hương đưa Mai Cơn và Ca Thi Đi thăm thú biệt thự Còn nói hôm nào đó Sẽ dẫn Ca Thi thăm biệt thự nhà mình nữa Ca Thi thấy vậy reo lên đòi ngày mai đi luôn Nhưng Mai Cơn từ chối vì họ còn nhiều việc nữa, hẹn cô dìu khác. Vậy là Đinh Hương lại đưa họ đi ăn thử đồ của Việt Nam, đi thăm một số nơi khác trong thành phố. Buổi tối khi đã tiễn Mai Cơn và Cathy ra khách sạn để Mai còn bay vào Đà Nẵng bàn chuyện, Đinh Hương mới trở về nhà. Lên tới phòng, Minh Khang đang ngồi đọc sách, thấy cô về, anh không thèm ngoảnh lại nhìn cô. Người yêu của cô bên Mỹ đi à? Còn có cả con riêng. Đinh Hương đặt túi vào tủ, lấy quần áo ngủ để thay là đồng nghiệp cũng là quản lý một ba tôi hay diễn bên đó đồng nghiệp sao ai không biết còn tưởng ba người là một gia đình đó cô nhún vai nếu không biết thì tôi cũng chẳng có nhu cầu giải thích rồi cô đi thẳng vào nhà tắm thay đồ lúc đi ra minh khang đã nằm trên giường anh còn cuốn hết chăn vào người mình giống như nói cái chăn đó là của riêng anh cô đừng có động vào đình hương chán nản Hôm nay lại lên cơn dở trò trẻ con Không cho tôi thì thôi Tôi cũng không cần chăn của anh Nói xong cô tiến về tủ Lấy chăn dự phòng ra dùng Đêm ấy chỉ có mình anh nằm khó chịu một bên Anh không hiểu sao Bản thân đột nhiên lại như vậy Còn Ninh Hương cô đã ngủ khò Từ lúc nào Sáng khi anh tỉnh dậy thì cô đã đi từ lúc nào Anh còn thắc mắc Sao hôm nay cô dậy sớm vậy Xuống nhà lã quản gia Cũng nói cô ra ngoài rồi Minh Khang nhíu mày Chẳng lẽ lại đi với hai người đó Anh mất giác cầm điện thoại lên định gọi cho cô Nhưng nghĩ lại Lại thấy bản thân vô duyên quá Trước nay cô đi đâu làm gì Anh đều không quan tâm Bây giờ đột nhiên hỏi Cô ta lại tưởng anh có ý gì Nhưng nghĩ đến việc cô đi cùng hai người đó Vui vẻ tiếu tít như một gia đình Anh lại khó chịu trong lòng không thôi Cả ngày anh cứ cầm điện thoại đặt lên đặt xuống, đi ra đi vào, ngóng mãi về phía cổng nhưng cả ngày cũng chẳng chờ được gì. Khuya cô mới về, bộ dạng hình như vừa uống rượu, thất thẻo đi lên phòng rồi nằm vật ra giường. Con gái con đứa, bây giờ lại cả uống rượu nữa. Đình Hương chẳng thèm đáp trả lại anh như bình thường, hai mắt cô nhìn vào không trung. Minh Khang thấy lạ, anh đang còn muốn hỏi cô ngày hôm nay đi đâu, nhưng thấy cô dường như chẳng còn để ý tới mình. Thì bao nhiêu khó chịu trong lòng anh lại tan biến Đổi lại là một sự lo lắng Lo lắng không biết cô đã có chuyện gì Sao thế Đình Hương vẫn không trả lời Cô nhìn lên trần nhà Bỗng nhiên một giọt nước mắt lăn xuống má Anh bắt đầu hoảng thật sự Buông cuốn sách trên tay xuống Anh nhòm hẳn người về phía cô Anh định chạm vào vai cô Nhưng bàn tay cứ ngập ngừng mãi Đình Hương chẳng nói chẳng rằng Cứ thế khóc Lần đầu tiên cô khóc suốt bao nhiêu năm Từ sau khi mẹ cô mất Và bố cô rước người mới về nhà Ngay cả khi ở bên Mỹ Không nhận một đồng chu cấp nào từ bố cô Lúc khốn khó nhất Đến cái bánh mì cũng rè sẻn Chia thành hai bữa Cô cũng không khóc Vậy mà Minh Khang yên lặng ngồi bên cạnh Anh muốn ôm cô để an ủi Nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào Tôi ôm anh một lát được không Đinh Hương ngồi dậy Hai hàng mi giàn rụa nước mắt Nhìn anh như van nài Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu Chỉ chờ có thế Đinh Hương nhà vào lòng anh Bao nhiêu âm mức đột nhiên tuôn ra hết Hôm nay là dỗ mẹ tôi Tôi về nhà làm dỗ cho mẹ Nhưng Một nhà ba người bọn họ Làm như chẳng có gì xảy ra Đến một mâm cơm cúng Cũng không chuẩn bị Tôi về tự nấu Thì họ kiếm chuyện với tôi nói tôi gả đi rồi thì về đây cũng gì nữa. Rõ ràng những thứ họ ăn, họ mặc đều là ông ngoại cho mẹ, sao bây giờ lại thành của họ hết rồi. Anh ôm chặt cô vào lòng, lau nước mắt cho cô, ngồi im lặng làm chỗ dựa cho cô. Sau này cô có thể đem ban thờ của mẹ về đây, hàng năm tôi sẽ kêu người chuẩn bị cơm cúng. Đình Hương không biết do men rượu làm cô hơi mệt hay trong lòng anh ấm áp Cô an tâm nhắm mắt lại thiếp đi từ lúc nào. Minh Khang nhìn người con gái đang ngủ ngoan trong lòng anh, bất giác thấy đang yêu đến lạ thường, chính bản thân anh cũng đột nhiên nhận ra mình đã yêu cô gái này từ bao giờ. Nghĩ tới những việc sắp tới phải làm, anh không kìm được mà buông ra một tiếng thở dài. Ngoài trời bỗng trở gió, mây đen vần vũ kéo đến, khiến ai nấy đều sợ hãi, một cơn biến chuyển long trời sắp xảy ra. Sáng Đinh Hương tỉnh dậy thì Minh Khang đã rời đi. Cô mơ hồ nhớ lại những gì xảy ra tối qua, trong đầu cô còn loáng thoáng câu nói của anh lúc cô nửa tỉnh nửa mê rằng sẽ cho cô đem ban thờ mẹ qua đây cúng hàng năm. Thế là có ý gì nhỉ? Cô nghĩ một hồi cũng không hiểu, bèn tặc lưỡi. Chăng mình nghe nhầm? Xuống nhà chỉ có mẹ chồng đang ngồi xem tin tức, cô lại gần mẹ. Hôm nay mẹ có lịch làm gì ạ? Mẹ chồng thấy cô thì tươi cười kêu cô lại ngồi cạnh. Ăn sáng với mẹ nhé. Hôm nay mẹ rảnh hay chúng ta đi shopping gì đó. Từ ngày con về đây, mẹ cũng không có thời gian cho con nhiều. Đinh Hương cười, trong lòng bất giác trào lên một cảm giác ấm áp. Từ lâu rồi, cô đã quên mất cảm giác được mẹ quan tâm là thế nào. Lúc mới về đây, cô được mẹ chồng hỏi han còn đòi ăn sáng cùng Cô cảm thấy hơi lạ lẫm Có chút không quen Ăn sáng xong Mẹ chồng gọi tài xế đưa cô đi trung tâm thương mại thật Hai mẹ con dẫn nhau đi sắm đủ thứ Lúc đi qua quầy đồ nam Mẹ chồng kéo cô dừng lại Mẹ muốn mua mấy bộ đồ cho Khang Đinh Hương không nói gì đi vào cùng bà Ngắm nhìn một hồi Cô thấy một bộ đồ thể thao trông khá bắt mắt Rất hợp với dáng của anh Mẹ thấy bộ ấy được đó con cũng biết chọn đồ cho nam à cô giật mình quay lại mẹ chồng đứng đằng sau từ bao giờ cô bất giác nở nụ cười gượng gạo con cũng chỉ thấy đẹp nên nhìn thôi con chưa chọn đồ nam bao giờ cả hơn nữa con cũng chưa thấy dáng người của minh khang khi đứng dậy chợt nhận ra bản thân lỡ lời cô không nói nữa len lén nhìn sắc mặt mẹ chồng không ngờ mẹ chồng không tức giận còn nói với cô nếu nó không gặp phải vụ nổ đó Thì bây giờ cũng là một chàng trai cao lớn khỏe mạnh Khóe mắt bà đượm buồn Cô cũng không dám nói gì nữa Chiều hai mẹ con mới về đến nhà Đem theo lỉnh kỉnh bao nhiêu lò đồ Ngoài váy áo giày dép của hai mẹ con Còn có bộ đồ mà cô đã ngắm cho anh Vừa xách đường đống đồ lên nhà Đinh Hương định tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi Đột nhiên mẹ chồng gõ cửa phòng Mẹ vào được không? à mẹ vào đi ạ à. đinh hương vội đứng dậy mẹ chồng bước vào từ lúc hai người cưới nhau bà chưa từng bước vào đây bà nhìn căn phòng ngăn nắp một lượt rồi ngồi xuống ghế đinh hương này con có bất mãn khi bị ép phải lấy một người như khang không đinh hương có chút bất ngờ trước câu hỏi của mẹ chồng cô không tự chủ mà nhìn đi chỗ khác con con có gì con cứ nói mẹ không ngại gì cả nếu con cảm thấy như vậy là không công bằng với con Mẹ sẽ để hai đứa ly hôn Không để con vì thiệt thòi Đinh Hương đột nhiên Không biết nói gì Ý mẹ chồng cô là đang cổ vũ Cô ly hôn với con trai mình sao Mẹ biết Lấy chồng theo hôn ước đó là không vui vẻ gì Lại thêm người chồng ấy Còn chẳng hoàn hảo Không thể đem lại hạnh phúc cho con Lúc đó mẹ đã nghĩ là chỉ cần con trai mẹ có vợ Thì sẽ có khả năng có con nối dõi hương hòa Nhưng sau này Khi thấy con kiên cường lại ngoan ngoãn như vậy Mẹ cảm thấy như vậy thiệt thòi cho con quá Con cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời mẹ Yên tâm Con sẽ không phải ra đi tay trắng Nói rồi mẹ chồng đứng dậy tiến ra cửa Đình Hương vẫn còn thấy khó hiểu Ngồi thờ ra đó Lúc gần ra tới cửa Mẹ chồng bỗng quay lại bảo cô À hôm nay có chút chuyện Nên Khang phải lên công ty Con lên đón nó nhé đinh hương lúc này mới bừng tỉnh vội gật đầu vâng ạ lúc cô xuống dưới nhà thì tài xế đã chờ sẵn trong xe thấy cô anh ta liền nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa cho cô xe chạy thẳng tới trụ sở tổng công ty của tập đoàn cô đi vào trong dường như cả công ty đều biết cô ai thấy cô cũng cúi người chào chào cô đinh hương chào phu nhân chào cô đinh hương có chút không quen với thân phận này hồi trước ở tập đoàn nhà cô Nhân viên công ty cũng chẳng chào cô đến mức như vậy Thậm chí Có người còn chẳng biết cô là ai Kêu bảo vệ đuổi ra ngoài Vậy mà khi đến đây Chẳng lẽ việc cô lấy Minh Khang Chấn động đến mức ấy hay sao Đinh Hương chẳng dám đi đâu Cô nhanh nhanh chóng chóng Lổi vào thang máy rồi đóng cửa Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh Phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất Tầng 33 Tiếng thang máy mở ra Tinh một cái Đinh hướng bước ra Cả hành lang tầng 33 im phăng phắc Không một bóng người Thỉnh thoảng có âm thanh vọng lại Của tiếng bước chân ai đó từ xa Nghe lạnh lẽo như căn nhà hoang Không khí làm cô hơi lo sợ Nên cứ gión rén mãi Vì không biết đường Cô đi vòng vòng mất một lúc Mới tìm thấy phòng tổng giám đốc Phòng Minh Khang đang khép hở chứ không đóng hẳn Cô tò mò nhìn qua khe cửa Minh Khang đang ngồi trên ghế giám đốc Trước mặt là một cô gái ăn mặc rất xanh điệu, tóc buộc cao, váy trắng thanh lịch, còn đeo chiếc túi điều phiên bản giới hạn, đứng quay lưng về phía cô, khiến cô nhìn không rõ mặt, cũng không thấy thái độ của Minh Khang. Đình Hương có chút khinh thường anh. Ở nhà thì chê tôi ăn mặc này kia, còn lên đây làm việc cũng đem gái đi theo. Đột nhiên cô gái mặc váy trắng tiến tới ôm lấy cổ Minh Khang, vai cô ấy khẽ rung lên hình như đang khóc Anh cũng không có vẻ gì là nguyên ý Nhưng cũng không từ chối Còn nắm lấy hai vai cô gái Thưa cô Tiếng ai đó nói sau lưng làm Đinh Hương giật bắn mình Một cô gái mặc váy công sở À cô là Đinh Hương Phu nhân của Tổng Giám Đốc đúng không ạ Đinh Hương vội ra dấu nói nhỏ thôi Cô nhân viên chợt nhận ra mình lỡ lời Dơ tay che miệng Nhưng hai người bên trong Đã nghe thấy hồn nào minh khang liền đẩy cô gái ra nói vọng về phía cô đinh hương vào đi cô nhân viên thấy mình hơi vô duyên liền kiếm cớ có việc rồi chạy mất đinh hương có chút không tình nguyện vừa đi vào vừa nói mẹ kêu tôi đến đón anh về ăn tối thuận tiện đến công ty cho biết minh khang chỉnh lại cà vạt cô gái kia cũng đã lau nước mắt đứng một bên ờm ừ, chờ tôi một lát sắp xong việc rồi đinh hương gật đầu rồi nói hay tôi ra ngoài chờ nhé? Không cần, ngồi ở kia đi. Minh Khang chỉ về phía bàn tiếp khách đối diện bàn làm việc của anh. Cô lén lén nhìn cô gái kia rồi cũng miễn cưỡng ngồi. Không khí trong phòng lúc này gượng gạo vô cùng. Ai nấy chỉ cần khẽ động chân thì những người còn lại cũng nghe rất rõ. Minh Khang thản nhiên làm việc nốt. Cô gái kia chờ một lát, thấy anh chẳng có vẻ gì là để ý đến cô ấy liền không đợi nữa. Trực tiếp nhìn về phía Đinh Hương. Đây là vợ anh mới cưới đúng không? Minh Khang ngẩng đầu lên, nhìn Đinh Hương, rồi nhìn cô gái kia, không nói gì, lại tiếp tục cúi xuống làm việc. Anh thà tiếp tục sống với cô ta, để từ chối em sao? Em mới là mối tình đầu của anh, là người anh yêu nhất mà. Mai, em dừng lại được rồi. Minh Khang dằn mạnh chiếc bút xuống bàn rồi quát lớn, khiến cô gái kia im bặt, lại bắt đầu khóc nước nở đinh hương ngờ vực nhìn minh khang mai đang đứng trước mặt anh có phải mai mà đêm đó anh kể rằng đã chết trong vụ nổ bom không năm đó em làm gì tôi biết cả nhưng tôi sẽ không truy cứu nữa em về đi không em không chấp nhận được việc anh cưới cô ta mà không chấp nhận em nếu hôm nay chúng ta không quay lại thì chẳng ai được yên ổn hết nói xong mai rút từ trong túi ra một con dao bấm rồi lao thẳng về phía đinh hương quá bất ngờ đinh hương cũng không kịp phản ứng con dao đã yên vị ở trên cổ cô nếu cô dám động đậy con dao này sẽ cắm vào động mạch ngay tức khắc cô là bác sĩ cô biết đúng không đinh hương bất ngờ minh khang cũng hoảng hốt từ khi về đây số người biết nghề nghiệp thật sự của cô là bác sĩ có lẽ chưa đếm hết một bàn tay vậy mà mai lại biết còn minh khang anh biết điều đó từ lâu vì thế mẹ anh mới nhất định Đòi cưới cô cho anh Vì muốn cô giúp anh chữa khỏi đôi chân kia Anh cũng không biết vì sao Mai lại biết điều đó Minh Khang gần giọng Mai, năm đó cô bày ra màn kịch Bắt cóc tống tiền Rồi xảy ra tai nạn xe đổ ôm tiền rời khỏi tôi Hại tôi hỏng chân Tôi đã không truy cứu nữa Hôm nay cô lại đang muốn thách thức Sự bao dung của tôi sao Đình Hương ngơ ngác trước những gì mình vừa nghe Lúc nãy cô còn nghĩ anh lừa cô hoặc mai đang đứng đây là một mai nào khác hóa ra mai năm ấy vẫn còn sống cô ta đã lừa anh bây giờ lại còn quay lại muốn nối lại tình xưa với anh thả cô ấy ra buông tay ra hôm nay tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì mai cười phá lên anh nghĩ với đôi bàn chân tàn phế đó anh làm được gì tôi nói rồi mai còn kéo cô lại gần bài làm việc của anh như chiều người Bất ngờ Minh Khang đứng phát dậy Lao người qua bàn Chộp lấy con dao trên tay Mai Rồi đẩy cô ta ngã xuống Lúc Mai đổ người xuống sàn suýt chút nữa kéo theo cả Đinh Hương May mà anh đã kịp tóm lên tay cô Mai ngã sóng xoài trên sàn Cô ta bất ngờ nhìn người đàn ông Tưởng như tàn phế đôi chân Lại đang đứng hiên ngang trước mặt cô Quá sợ hãi Lại thêm phần nhục nhã Cô ta chạy thẳng ra ngoài Đinh Hương lúc này cũng bất ngờ nhìn Minh Khang với đôi chân của anh không chớp mắt. Anh anh đi về nhà rồi nói. Minh Khang lại ngồi vào xe lăn, kêu cô đẩy xuống. Suốt quãng đường về nhà, anh không nói một câu nào, mãi cho tới khi đã yên vị trong phòng, anh mới mở miệng. Anh đang trong quá trình hồi phục, còn chưa thật vững. Anh là cổ đông lớn của công ty, lại là tổng giám đốc, việc này rất hệ trọng, có thể ảnh hưởng tới cả tập đoàn, anh không muốn nói quá sớm. Lúc đầu mẹ anh muốn anh lấy em Vì biết em là bác sĩ Muốn em giúp anh hồi phục Nhưng thật ra anh đã đang trong quá trình đó rồi Đinh Hương gật gù Cô chợt hiểu ra bản thân mình Vẫn chẳng là gì của anh Anh đã sắp hồi phục Vẫn muốn lấy cô về làm lá chắn Vậy mà đêm qua Cô còn tưởng anh và cô đã không còn Là quan hệ hôn nhân lợi ích Hóa ra cô cũng chỉ là Để che đậy những điều anh muốn che đậy đêm đó hai người vẫn mỗi người một chăn nhưng đinh hương không ngủ được cô nghĩ về những điều mà mẹ chồng nói khi chiều nghĩ về đôi chân của minh khang cô hiểu đã đến lúc mình không còn giá trị gì nữa chờ đến khi anh thật sự bình phục có lẽ cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà này không thương tiếc chi bằng nhân lúc mẹ chồng mở lời không để cô đi ra tay trắng thì cô nên chủ động ít nhất còn đừng ngẩng cao đầu dù gì ngay từ lúc đồng ý cưới Cô đã chẳng xác định ở đây lâu Nghĩ rồi đã đưa ra quyết định Nhưng Đinh Hương vẫn cảm thấy trong lòng có chút mất mát Michael đưa Cathy đi du lịch Việt Nam Kết hợp làm công việc hết hơn một tháng Ngày gần về anh gọi điện thoại nói với cô Rằng anh sẽ trở về Mỹ vào cuối tuần Đinh Hương nói cô sẽ đi cùng hai người Michael hỏi cô đã quyết định kỹ chưa Đinh Hương ngập ngừng nhưng rồi cô cũng khẳng định chắc chắn là cô sẽ về Mỹ Buổi chiều cô hủy hết những show diễn đã nhận Cô định làm nốt một đêm cuối cùng ở Việt Nam Rồi sẽ rời đi Tối cô không xuống ăn cơm cùng mẹ chồng và Minh Khang Bảo người giúp việc mang lên phòng một chút ăn tạm Rồi lên đổ đi xuống nhà Minh Khang và mẹ nhìn thấy cô không nói gì Cô cũng chỉ chào qua loa rồi đi thẳng Cô định nói luôn trong bữa ăn tối Nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu cuối cùng lại nuốt vào trong rồi chu lên phòng tự ăn một mình. Cô đi thẳng ra chiếc taxi đã chờ sẵn. Chưa bao giờ cô làm việc mà uống rượu, nhưng đêm ấy trong tiếng nhạc sập sình phiêu lãng, quên hết sự đời, cô đã uống rất nhiều, càng uống, hình bóng Minh Khang trong đầu cô càng hiện rõ hơn. Khi cảm thấy bản thân đã ngà ngà say, cô cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng để về nhà. Lúc về đến biệt thự thì đã quá 2 giờ đêm. Phòng của cô vẫn sáng đèn Minh Khang vẫn chưa ngủ Anh nhìn cô trong bộ dạng say khướt chưa từng có Loạn choạng đi vào rồi nằm vật ra giường Cô biết uống rượu từ bao giờ vậy? Đinh Hương không trả lời Cô bất giác cảm thấy buồn cười Anh vẫn luôn như vậy Nói cô không ra gì Chắc do vậy nên anh mới chỉ muốn lấy cô làm một tấm bình phong Minh Khang nhíu mày Nhìn biểu cảm khó hiểu của cô Rồi chợt nhớ ra điều gì đó À nói cho cô biết một tin, Mai bị bắt rồi. Anh báo cảnh sát sao? Đinh Hương lơ đễnh nhìn vào không trung, tôi đã nói tha cho cô ta thì sẽ không truy cứu nữa, cô ta bị bắt vì tham gia một vụ lừa đảo bắt cóc tống tiền nữa. Đinh Hương không nói gì, cô lại im lặng thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Chúng ta ly hôn đi. Minh Khang dường như không tin vào tai mình, anh có chút hốt hoảng quay lại nhìn cô. Như hiểu được điều đó, Đinh Hương nhắc lại lần nữa Chúng ta ly hôn đi Rồi một giọt nước nóng hổi Rơi xuống khóe mắt cô Rồi cứ thế tuôn ra Minh Kha lúc này sợ hãi thật sự Sao cô tự dưng lại muốn ly hôn Chẳng có gì là tự dưng cả Chúng ta bắt đầu không tình yêu Vậy thì ly hôn chỉ là điều sớm muộn Tôi mệt rồi Tôi muốn ly hôn Minh Kha nghe xong Thì không biết nên nói gì nữa Anh hiểu rằng dường như Cô đã quyết định xong, đây không phải hỏi ý kiến mà là thông báo quyết định. Cả hai cứ thế im lặng, lúc Minh Khang bừng tỉnh thì cũng là rất lâu rồi. Quay sang Đinh Hương, cô đã thiếp đi từ lúc nào, cả hai người hơi co lại vì lạnh. Anh nhòm người lại gần cô, định với chăn đắp cho cô, ánh đèn vàng chiếu vào khuôn mặt với nước da trắng và hai má ửng hồng vì hơi men, đôi mắt với hàng mi dài cong vút, mũi dọc dừa và đôi môi đỏ hồng tự nhiên đang hơi hé. Bất giác, anh thấy mặt mình nóng gian. Đột nhiên cô mở mắt nhìn anh, rồi tràng tay lên cổ anh kéo về phía mình. Nhìn khuôn mặt cô ở cự ly gần, tim anh bỗng đập thình thịch. Rồi điều gì đó khiến anh từ từ cúi xuống, mặt cô cũng gần anh hơn. Anh cúi xuống nữa, đến khi môi anh chạm môi cô, môi cô mềm và ấm. Anh dường như cảm nhận một luồng điện chạy dọc cơ thể, anh tham lam hôn cô sâu hơn đưa lưỡi của mình vào trong đôi môi ướt át ấy cô cũng vô thức ôm anh chặt hơn bàn tay anh bắt đầu luồn sâu vào trong áo của cô lướt trên làn da trơn mịn như ngọc của cô anh cảm nhận tim mình đang rung lên và đôi chân cùng phía thân dưới tưởng chừng như đã phế đã không còn muốn giấu giếm nữa cô mơ màng đón nhận tất cả khuôn mặt cũng rất hưởng ứng khi anh tiến vào trong cô anh cảm nhận được một cảm giác rất lạ rất khoan khoái và dễ chịu khuôn mặt cô dường như rất mãn nguyện miệng còn khe khẽ rên lên nhưng âm thanh khiến anh muốn tiến vào sâu hơn mạnh hơn đôi chân anh dường như đang thúc giục phải làm nhanh hơn nữa cô mềm mại và ấm áp phía thân dưới anh dường như đang có lửa đốt tay anh không ngừng mơn man khắp cơ thể của cô dường như chẳng còn gì ngoài kia có thể ngăn cản hai người họ hòa vào nhau căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc tiếng da thịt va vào nhau tiếng trái tim hai người đang thổn thức mặt trời đã lên tới đỉnh đầu minh khang mở mắt anh thấy đinh hương đang ngủ ngon lành đầu gối lên cánh tay rắn rỏi của anh miệng bất giác mỉm cười nhớ lại những gì đã làm đêm qua anh không kìm được mà cúi xuống hôn lên trán cô nụ hôn cũng làm đinh hương tỉnh giấc cô mở mắt ra thấy anh đang nhìn mình Nhớ lại chuyện đêm qua bất giác đỏ mặt Đinh Hương hùng hổ bình thường Chỉ muốn nhảy lên đầu anh ngồi Hôm nay lại ngoan như một chú mèo con trong lòng anh Làm anh không nhịn được cười Thế bây giờ có ly hôn nữa không? Cô ngượng ngùng Rụi đầu vào bộ ngực rắn chắc của anh Giấu đi khuôn mặt đỏ dần của mình Không trả lời Đinh Hương Em đừng đi nữa nhé Anh yêu em Anh yêu em mất rồi Cô ngập ngừng một lát rồi khẽ gật đầu Đinh Hương gọi cho Michael, nói rằng có thể rất lâu nữa cô mới trở về Mỹ, vì ở Việt Nam cô đã thật sự có một nơi để về. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đã ghép lại rồi. Cứ ngỡ rằng Đinh Hương chấp nhận về làm dâu nhà Minh Khang là để cứu vãn cho công ty của bố cô đang bị phá sản, cũng là để thực hiện hôn ước xưa kia giữa hai gia đình. Và mục đích của mẹ Minh Khang cũng là muốn cô về làm dâu để chữa lành cho đôi chân tưởng rằng có nguy cơ bị tàn phế của con trai. Nhưng rồi Minh Khang đã yêu Đinh Hương mất rồi. Lúc Đinh Hương nói lời muốn ly hôn cũng là lúc cô nhận ra tình yêu thực sự mà Minh Khang đã dành cho mình. Kết thúc câu chuyện có lẽ khiến cho chúng ta vô cùng hài lòng. Hóa ra đôi khi có những hành động còn nhiều hơn ngàn lời tỏ tình mùi mẫn. Có những cử chỉ nhỏ có thể níu kéo cả một cuộc tình phải không quý vị và các bạn nhật lệ hy vọng đã đem tới cho quý vị và các bạn những phút giây thực sự giàu cảm xúc cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại